Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cầm Tú đích nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 51, bắt gà không thành còn mất nắm gạo, 7. Nghe thấy âm thanh khoa trương kiêu ngảo, Vân Khanh liền nghiêng đầu nhìn lại. Trước cửa học viện nữ tử có một cô gái bước đến, xem bộ dáng chừng 14 tuổi, khuôn mặt tròn, đôi mắt bầu dục thân mình tương đối đầy đặn, nàng ta mặc một kiện áo ngắn tay màu hồng ánh thêu từng nhành hạnh hoa màu vàng, dưới thân là sắc váy đỏ tươi thêu hoa hải đường điểm thêm màu xanh của lá được thiêu tinh tế, tóc vấn kiểu sơ viên kế, chính giữa cắm châm vàng khảm hồng ngọc, xung quanh là châm hoa cần ngọc xanh, lộ ra vầng trán cao, làm cho cả người toát lên vẻ cao quý, lại dị thường kiều diễm. Người này chính là người đã đứng trước cửa vấn phủ khiêu khích vân khanh đích nữ toánh xuyên hầu trương huỳnh thân phận cao quý lại tài năng trong các vị tiểu thư ở dương châu nổi danh ương ngạnh bên cạnh nàng ta là một cô gái tuổi tác cũng không lớn dung nhan mặc dù ưa nhìn nơ mờ nhưng trang phục trên người lại có phần mộc mạc cô ta là trương lạc nữ nhi của sườn phu nhân toánh xuyên hầu bình thường đều đi sau trương huỳnh trương huỳnh nhìn thấy ánh mắt của vân khanh nhíu mày hất cằm nói ngươi nhìn gì Vừa rồi ta nói là ngươi. Thân hình Trương Huỳnh phát dục sớm, lại hơn Vân Khanh một tuổi, lúc này đứng trước mặt nàng như một cây đại thụ, đem toàn bộ ánh mắt trời chiếu nghiêng che khuất, Vân Khanh hơi nâng mí mắt, thản nhiên mở miệng, "Ta báo khoa có chuyện gì sao?" Thấy nàng Vân Đạm Phong khinh, trên mặt Trương Huỳnh hiện lên tia tức giận, cười lạnh, "Ngươi xem ngươi báo khoa gì, không bắn tên thì là cưỡi ngựa, đây là thứ mà danh môn tục nữ sẽ học sao?" Lúc này từ cửa chính, một cô gái tuổi tác sắp xỉ với Vân Khanh, khuôn mặt trái xoan có đôi chốt tái nhợt, dáng người mảnh mai, thần sắc ôn nhu, trên vai là áo choàng tơ tằm màu trắng thêu hoa quỳnh, bên trong là áo ngắn màu hồng cánh sen, dưới thân là váy dài màu lá sen, bên hông là chuỗi ngọc, tư thái tự nhiên thướt tha mà cao quý, trong lúc bước đi không nghe thấy tiếng đinh đang của ngọc bội. Nàng vừa bước đến, nâng đôi thủy mâu tìm kiếm trong viện nhìn thấy Vân Khanh liền mặt mày sáng ngời, bước nhanh đến gọi to, Vân Khanh. Nghe thấy âm thanh mềm mại thanh thúy, Vân Khanh chỉ cảm thấy cực kỳ dễ nghe, vội quay đầu nhìn về phía cô gái chào đón, người đã về rồi. Cô gái này chính là con gái của chi phủ phu nhân An Tuyết Oánh, cũng là bạn tốt nhất ở kiếp trước của Vân Khanh, kiếp trước nàng chịu cảnh thất trinh bị dèm pha. Tất cả những người trước kia giao hảo tốt với nàng đều tránh xa như thuốc độc, sợ ở cạnh nàng sẽ dính phải mùi thất trinh xa lánh nàng thậm chí còn bỏ đá xuống giếng bịa đặt chuyện của nàng chỉ có an tuyết oánh luôn tin nàng bị oan ủng đến thẩm ra tìm nàng bị người nhà phản đối nhốt lại trong phòng thì lén lút gửi thư cho nàng sự an ủi và giúp đỡ này chính là ánh sáng ít ỏi trong những ngày cô đơn của vân khanh sống lại gặp gỡ nàng vân khanh không thể không kích động ta hôm trước trở về từ kinh thành vốn định đi gặp ngươi nhưng mẫu thân nói đi đường vất vả, thân mình ta lại không tốt, không bằng nghỉ ngơi một ngày, tránh cho đến chỗ ngươi còn chưa nói chuyện đã đổ bệnh, làm ngươi thêm phiền toái, hơn nữa, hôm nay ở thư viện cũng có thể gặp được ngươi nên ta mới bỏ qua đấy. Phụ thân của An Tuyết Oánh cũng là Dương Châu chi phủ đại nhân, là đích thứ tử của kinh thành Ninh Quốc công, lần này An Tuyết Oánh đến kinh thành là vì đại hôn một tháng trước của Đường tỷ, nàng cùng Đường tỷ quan hệ rất tốt liền rời Dương Châu đến tặng đồ cưới. Nhìn cô gái trước mặt xanh sao, Vân Khanh biết nàng từ nhỏ đã bị bệnh tim, cầu y lâu ngày nhưng không có kết quả, mỗi ngày đều phải uống thuốc, nắm lấy đôi bàn tay vào mùa xuân mà vẫn lạnh như băng, ánh mắt mang theo đau lòng, người phải chú ý một chút đến thân thể mình, cũng không được gây chuyện đâu. Ta biết rõ, chính là mẫu thân luôn chuyện bé xé ra to. An tuyết oánh nghiêng thân mình về trước, bám vào một bên tay Vân Khanh nói nhỏ, tuy là giận dỗi nhưng không khó nhận ra tình cảm mẹ con giữa chi phủ phu nhân và An Tuyết Oánh rất tốt. Nàng quay đầu nhìn phu tử ngồi trước bàn dài, rồi lại quay đầu lại hỏi, người báo môn học nào? Vẫn giống như năm trước sao? Không giống nhau, Vân Khanh vừa mở miệng, Trương Huỳnh liền cao giọng chen vào, nàng ta báo chính là thô lỗ cưỡi ngựa bắn cung. Nghe vậy, tỉ mâu của An Tuyết oánh cũng hơi mở to, nàng không ngờ Vân Khanh muốn học cưỡi ngựa, đương nhiên nàng cũng không thể ngờ hiện tại thân thể Vân Khanh không phải là cô nương 13 tuổi mà là nữ tử 20 tuổi đã trải qua thế sự kịch biến, đối với nhiều chuyện, cái nhìn cùng ý tưởng đã có sự bất đồng so với trước kia. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của An Tuyết oánh, đôi mặt Vân Khanh xẹt qua một tia tăm tối, chẳng lẽ nàng cũng nghĩ cưỡi ngựa bắn cung là thô lỗ sao? Chỉ thấy sắc mặt An Tuyết oánh lộ ra ba phần mất mát buông tay Vân Khanh ra, kéo kéo vạt áo choàng của mình, gương mặt trái xoan mang theo ảm đạm nói, chỉ tiếc là thân mình của ta yếu ớt, nếu không có thể cùng ngươi học cưỡi ngựa bắn cung. dáng vẻ cô đơn của tuyết oánh động lại ở đáy mắt Vân Khanh, làm nàng thấy ngựa ngùng, thân thể an tuyết oánh vốn không tốt, không thể vận động mạnh, nên kể từ lúc hai người nhập học ở Bạch Hạc Thư Viện đều báo môn học giống nhau, chỉ có lần này lại khác. Trương Huỳnh nhìn bộ dáng cô đơn của An Tuyết Oánh, bĩu môi nói, người tiếc cái gì, chẳng lẽ ngươi cũng muốn học cái thứ thô lỗ đó. Sắc mặt An Tuyết Oánh không một tia hờn giận, chẳng qua tình tình nàng nhu thuận, rất ít khi đem mọi chuyện biểu hiện lên nét mắt, nâng mắt nhìn Trương Huỳnh phản bác, bắn cung cưỡi ngựa cũng là do thư viện mở ra, không có gì khác biệt, đều có thể học được. Thanh âm của nàng tinh tế, nhu thuận, giọng nói lại ôn hòa, trương huỳnh căn bản là không thèm để ý liếc an tuyết oánh một cái hỏi ngược lại ngươi nói tất cả đều giống nhau vậy sao ngươi không đi báo trong lòng ngươi dám khẳng định ta cũng nghĩ như ngươi ta không phải an tuyết oánh chính là người tình tình yếu đuối tức giận thì giọng nói cũng có chốt lớn hơn bình thường người không chú ý căn bản không nhận ra nàng đang lớn tiếng trương huỳnh vốn muốn áp chế nàng nói chuyện nhíu mày ngươi còn nói không phải ngươi là cháu gái ruột của Ninh Quốc Công, là tiểu thư khuê các, ngươi không đi báo danh tất nhiên à có suy nghĩ giống ta. Cô ta chính là không quen nhìn thấy An Tuyết oánh cùng Vân Khanh thân cận, đáng ra thân phận của hai người gần nhau hơn, thân thiết với cô ta mới là tốt nhất. Mắt thấy nàng ta gây sự, mắt An Tuyết oánh nổi lên một màn hơi nước, quay đầu nói với Vân Khanh, Vân Khanh, ta thật vô dụng. Nếu ta khỏe mạnh thì đã có thể cùng ngươi học cưỡi ngựa bắn cung, Biết lời Trương Huỳnh nói đâm vào nỗi buồn của An Tuyết oánh. Đôi mắt Vân Khanh hiện lên một tia sắc bén, rõ ràng biết thân thể An Tuyết oánh không tốt, không thể tham gia vận động, nàng ta còn muốn đứng đây đổi trắng thay đen, đúng là quá đáng. Vân Khanh cầm tay An Tuyết oánh an ủi, thấp giọng nói, "Đừng buồn, nhìn ta này." Chương 52: Bắt gà không thành còn mất nắm gạo 8. Nàng ngẩng đầu, nhẹ nhàng mỉm cười đôi lông mày nhíu lại như mang theo một tia khó hiểu hỏi. Trương Tiểu Thư nói lời này thật là đáng ngạc nhiên. Cưỡi ngựa bắn tên đều là môn học mà thư viện đề ra. Có người có thể báo danh thì tất sẽ có người học. Vì sao ta báo danh lại là thô lỗ? Chẳng lẽ Trương Tiểu Thư từ trước đến nay đều cho rằng hai môn này không thể mở ở nữ tử học đường? Trong lòng bất mãn với khôn đế vì mở ra hai môn này sao? Trên đầu bị quy kết như vậy, Trương Huỳnh tức giận đến nghẹn lời nàng ta vốn nghĩ sẽ đả kích được thẩm vân khanh. Ai ngờ người trước mắt vốn thanh cao kiêu ngạo từ lúc nào trở nên mồm miệng sắc bén như thế. Vừa mở miệng đã đem khôn đế nói ra, nàng ta làm sao dám nói khai đế nữ quốc nói bậy, lại nhìn thấy xung quanh có nhiều nữ đệ tử khác. Nàng ta không thể xuống nước, nhất thời mày liễu dựng thẳng, quay sang quát mắng vân khanh, người cũng chỉ là thương nhân chi nữ, nhìn thấy ta còn không dập đầu quỳ lại mà dám mở miệng phản bác nàng ta nói như thế đấy là điều đương nhiên, khi thế kinh người, đôi mắt như càng mở to, dường như đang dần thành hình tròn. Vì ngưng tử thờ ơ lạnh lùng nhìn mọi chuyện đang dần phức tạp, hình như cô gái đôi co với Vân Khanh nhất định có thân phận rất cao, nếu không cũng sẽ không thể đàng hoàng buông lời thoá mạ thẩm phủ, phải biết rằng. Thẩm gia ở Dương Châu cũng có thể có lực ảnh hưởng một phương, tuy không phải quan gia nhưng cũng là nhất phương danh phù tất nhiên cô ta thích nhất là nhìn thấy vân khanh bị làm nhục nhưng cô ta biết cô ta không thể đối phó với vân khanh lúc này có người thay cô ta ra mặt rất tốt để tránh cho chiến hỏa rơi trúng người cô ta vốn đứng cùng hàng với vân khanh liền lặng lẽ lui về sau một bước đứng ở phía sau làm như không quen biết nhìn thấy hành động nhỏ của cô ta vân khanh lơ đãng cong khóe môi kiếp trước nàng đúng là mắt mù mới cho rằng người như thế này là tỉ muội tốt bất quá kiếp này đã nhận ra nàng cũng không cần vi ngưng từ phụ hòa tại sao ta phải quỳ với ngươi ngẩng đầu đón nhận khiêu khích của trương huỳnh khuôn mặt vân khanh tràn ngập kiên định cũng chân tĩnh bởi vì ngươi thân phận đê tiện dám gây sự với ta là đích nữ hầu phủ còn dám dùng cái miệng ti tiện của ngươi nhắc đến khôn đế ngươi là thần tiên cao quý sao ngươi dám nhắc đến mà không nhìn lại thân phận mình trương huỳnh mở miệng ngậm miệng đều nói thân phận lọt vào tay Vân Khanh thế như lại thấy thật buồn cười. Trong ánh mắt mang theo nghi ngờ, Trương Tiểu Thư, người thân phạn cao quý là đương nhiên, nhưng nếu muốn ta quỷ xuống với ngươi cũng chỉ sợ ngươi nhận không nổi. Ta sao lại không nhận nổi? Lồng mày Trương Huỳnh dựng thẳng, phóng mắt khắp Dương Châu này có mấy người so được với cô ta thân phận cao quý. Dựa vào luật lệ đại ung, trừ diện kiến bệ hạ, ở tình huống đặc biệt, phẩm cấp cao nhất thì phải giả hành lễ, lưỡng cấp thì hành tồn lễ, tam cấp trở lên mới nhận lễ quỷ. Người mặc dù xuất thân cao quý, nhưng cũng chỉ là bạch thân, trên người không có quan phẩm cáo mệnh, người với ta cùng một cấp bậc, sao ta phải hành lễ với ngươi? Lời nói vang lên mạnh mẽ, câu chữ rõ ràng, nói ra luật lệ đại ung đánh lên đầu Trương Huỳnh, cho dù nàng ta lớn mật, cũng không dám khiêu khích luật pháp. Huống hò trong viện còn có hai phu tử cùng các đệ tử khác, trong lòng các nàng âm thầm cứng lưỡi, chưa từng nghĩ đến Vân Khanh có thể lấy lý do thông minh như thế đánh trả về, vừa cảm thán nàng mồm miệng lanh lợi lại còn uyên bác. Kiếp trước Vân Khanh nhận lấy cây danh thất trinh liền rất ít khi ra phủ, mỗi ngày rảnh rỗi đều chỉ thiêu hoa đọc sách, nàng vốn ham mê đọc sách, thích đọc truyện xưa phong hoa tuyết nguyệt, cũng thích Giang Sơn sử sách, các loại hình thư luật lệ của đại ung. Trong lòng cũng không khỏi cười khổ nàng vốn cảm thấy nhân sinh kiếp trước quả là sai lầm lần này xem ra cũng có ích chẳng qua là vẫn bị phong hoa tuyết nguyệt gì đó mê hoặc cuối cùng gặp gỡ cảnh hữu thần tự cho là một đoạn tình cảm mơ mộng kỳ thật lại là trò đùa tan cửa nát nhà nghĩ đến người đàn ông này hàn ý trong mắt nàng càng tăng lên cả người lộ ra hận ý lạnh lùng mà sắc mặt trương huỳnh đã đỏ lên như gan lợn chưa bao giờ thấy qua bộ dáng bức người này của vân khanh lại cảm nhận hơi thở quanh người nàng, lo sợ thiếu chốt nã thì lôi lại từng bước, phẫn nổ cắn răng nói, thương nhân đúng là giỏi tính kế, ta không thể so với ngươi nhanh mồm nhanh miệng, cho dù ngươi hiểu được luật pháp thì sao, cũng không che giấu được hơi tiền thô bỉ trên người ngươi. Nghe vậy, Vân Khanh chậm rãi cười, mắt phượng hiện lên một tầng sương mù lạnh băng, mờ ảo ẩn hiện trên dung nhan của nàng, Trương Huỳnh liên tục vũ nhục nàng. Chẳng lẽ cho rằng nàng vẫn giống như trước, khinh thường nói chuyện với người khác, hay là vẫn nghĩ nàng ta xuất thân cao quý, có thể tùy ý dẫm lên nàng. Thanh âm nàng thu lại, ánh mắt tựa như mũi tên nhọn chống lại con ngươi của Trương Huỳnh, gần từng chữ, Trương Tiểu Thư, người liên tiếp nhục mạ thương nhân, nói thương nhân là hạ tiện, người đầy hơi tiền bạc, vậy mời ngươi xem lại người mình xem, trên đầu ngươi cài là thương nhân lấy ra từ mỏ vàng, rồi luyện trong lò, làm ra bảo thạch kim châm. Trên cổ tay ngươi là thương nhân mua từ tay thợ bạc luy ti ngân châm. Trên người ngươi mặc là thương nhân từ trong vườn dâu lấy ra tơ tằm nhờ ti chức mới thành cực phẩm la sa. Trên người ngươi từ đầu đến chân, thậm chí là nguyễn hài thiêu hoa đều từ trên tay thương nhân mua đến. Trên đời này mọi thứ đều không thể tránh được mà nhiễm hơi tiền của thương nhân. Ngươi cao quý thanh hoa như thế, vậy từ nay về sau xin mời ngươi không cần chạm đến những gì thương nhân đã tiếp xúc qua để tránh làm bẩn thân phận cao quý của ngươi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều chấn động, ở đây có quan gia tiểu thư, cũng có thương gia tiểu thư, các nàng tuy bình thường không cùng thương gia tiểu thư đối chọi gay gắt nhưng trong lòng không khỏi có ý xem thường. Nhưng nghe lời nói của Vân Khanh xong, lại cảm thấy nàng câu chữ có lý, các nàng ăn, uống, ở, mặc, có thứ nào là không qua bàn tay thương nhân, nếu muốn tránh đi, chẳng phải là quang thân lõa thể, trong chốc lát nhìn người đang đứng trước mặt Trương Huỳnh, vóc dáng nhỏ bé nhưng khí thế nữ tử không thua chút nào với cặp mắt khác xưa ba phần. Mà An Tuyết và anh đứng một bên đang trợn mắt há mồm, nhìn Trương Huỳnh lợi hại nhất thư viện bị Vân Khanh nói cho không mở mồm ra được, trong mắt hiện lên chút vui vẻ, mím môi cười nói, Vân Khanh, người thật lợi hại. Mới hai tháng không gặp Vân Khanh, nàng có cảm giác cả người bạn tốt khí thế đều thay đổi làm cho nàng thêm yêu thích. Trương Lạc thấy đích tỷ nhà mình bị thua, trong lòng cảm thấy mất mặt, thật đúng là giống nương của cô ta, đầu đá lung tung mà không hiểu gì, một tia khinh thường thoáng qua đôi mắt, nói khẽ với Trương Huỳnh, trưởng tỷ, tội gì phải cùng người có thân phận như vậy cãi cỏ, chúng ta đi báo danh thôi, chẳng phải đêm qua tỷ đã nghĩ kỹ lắm nhưng khoa năm nay muốn báo danh sao. Có bậc thang để đi xuống, Trương Huỳnh cuối cùng thu hồi cơn tức, món tay kéo kéo vạt áo hừ lạnh với Vân Khanh vẫn là muội nói đùng chúng ta tuyệt đối không cùng loại người thô bỉ kia báo danh cùng khoa dứt lời liến bước qua đem báo khoa của mình trình cho Phu Tử vậy đa tạ Trương tiểu thư lưu lại nơi thanh tĩnh cho ta Vân Khanh trong giọng nói mang theo vui sướng thật tình cảm tạ. nàng tuyệt đối không hy vọng cái người lỗ mũi hướng lên trời kia làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình a à, hóa ra là môn của ta lại không được hoan nghênh như thế. Một chàng tiếng cười vang đến, hàm chứa ý thong dong, lại mang theo tà khí không kiềm chế được cùng với đạm mạc lạnh ý do tọa ở vị trí cao lâu dài, trong thoáng chốc đem toàn bộ ánh mắt của mọi người hấp dẫn đi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 53, Vân Khanh Cắn Thế Tử, 1. Mọi người bị hấp dẫn, không tự chủ được, trước cửa viện, một gã nam tử đi tới, nhìn thấy đầu tiên đó là một thân áo dài trắng tinh, áo dài mà phiêu giật khác với người đương thời, cổ tay áo thêu hoa văn rồng cuộn màu tím, lay động theo bước đi của hắn, tơ lụa thượng hạng giống như nước chảy không ngừng, giống như trong tiên cảnh, mang vài phần xa hoa, lại nhìn thấy mày kiếm hơi nghiêng, cho thấy thái độ phong lưu. Lông mi đẹp đẽ ngạo nghĩa cong lên, một đôi mắt hẹp hơi nghiêng lên khiêu khích, con người chuyển động. Thủy quang lấp lánh cặp con người đen tuyền và đôi mắt yêu mị phối hợp rất hài hòa hình thành một loại phong tình vừa yêu quái vừa thần tiên mái tóc dài đen sẫm chỉ cài một cây châm gỗ màu nâu đơn giản mộc mạc nhưng vân khanh lại phát hiện đó là âm đàn ngàn năm một cây châm này đã có giá nghìn vàng giá trị hàng vạn hàng nghìn châu ngọc mà không chút nào phô trương âm đàn ngàn năm đó làm nổi bật mái tóc càng thêm đen như mực giống như ba nghìn nước chảy xuống có chút tùy ý có chút phân tán, lại khiến người ta không thể coi thường sự tồn tại của hắn. Hắn giống như mang theo ánh nắng ban mai đầu tiên, phá vỡ tầng tầng lớp lớp tối tăm, đưa ánh sáng đến mọi người, nhưng lại không thể không nheo mắt, để phòng bị phong thái chiêu sáng đến chói mắt. Tuyệt sắc như thế, tào nhã như thế, liếc nhìn một cái cũng hút mắt hồn phách người ta rồi. Mặc dù đây là lần thứ hai nhìn thấy khuôn mặt này, vân khanh vẫn cảm thấy hô hấp khó khăn như trước khiến người ta nhất thời không thở nổi nhớ tới đời trước những gì nàng biết về ngự phượng đàn trong lòng nàng không khỏi thắc mắc một nam nhân trưởng thành họa quốc như vậy nếu nói là dòng dõi hoàng tộc kinh thành y phục lụa là không khó tưởng tượng nhưng ngày sau hắn lại chỉ huy toàn bộ trăm triệu quân mã quét sạch các nước phương bắc khiến ai nghe đến trấn tây đại tướng quân đều sợ mất mật quân của hắn đi đến đâu giống như một trận gió xoáy đem quân địch đánh chạy tan tác. Quả thật không thể trông mặt mà bắt hình rong được. Ngự phượng đàn thông thả đi vào thư viện bạch hạc, khóe miệng hơi cong lên, giữa mắt hẹp chuyển động, tràn đầy hứng thú. Không ngờ đi ngang qua thư viện bạch hạc cũng có thể nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, khiến cho hắn vừa đi qua, liền đi vào luôn, hắn nhìn lướt qua mọi người trong viện, cuối cùng dừng lại trên người Vân Khanh. Nàng đứng lặng im trong viện, một tay lôi kéo nữ tử bên cạnh, trên mặt đều tràn đầy dũng khí, trong ánh mắt lúc nãy còn có khí phách kêu vang phản bác, lúc ánh mắt nhìn thấy hắn, mang chút kinh ngạc, không tán tưởng dung mạo của hắn như những người khác, cũng không hề si mê. Chống lại ánh mắt như vực sâu của nam tử, Vân Khanh nhanh chiếu mày, sau đó chậm rãi chuyển tầm mắt, lần trước gặp hắn là hiểu lầm, hai người trong lúc đó vẫn giống như trước kia, đơn thuần là hai người xa lạ trong thế gian mà thôi nhìn ra sự xa cách cùng xa lạ vô cùng trong mắt nàng trong lòng ngự phượng đàn hơi không vui bọn họ rõ ràng đã từng gặp nhau nàng lại giả bộ như không biết hắn Chật chật tiếng tật lưỡi quả nhiên là không giống nữ nhân khác a à, đặc biệt như thế hắn nhớ lại bộ dáng nàng vào ngày mới gặp nàng lần đầu ở trong rừng trúc khóe miệng giật giật đúng thật là có chi khí ra mắt cần vương thế tử hai vị phu tử ngồi sau bàn trong đó một người đã từng gặp hắn, vội vàng nâng áo bào, đứng lên hành lễ. Cẩn Vương Thế tử không giống như Nữ Nhi hầu phủ, không nói vương gia vốn cao hơn hầu gia mấy cấp, dù Nữ Nhi hầu phủ thân phận cao tới đâu, vẫn chỉ là hư danh thôi, nếu không phong tước, sau khi gả đi cũng chỉ có thể dựa vào phu quân mà thôi, có cái phong tước linh tinh, mà thế tử là một tước phong, một khi Cẩn Vương qua đời, thế tử sẽ lên kế tục vương gia cho nên phu tử đều tiến lên hành lễ. Sau khi ngự phượng đàn vừa xuất hiện, các thiên kim tiểu thư trong viện đều chăm chú nhìn, có tri thức hay không, lúc này đều hỏi nam tử vô song trước mặt này là ai. Một đám sắc mặt ửng đỏ, tim đập thình thịch không ngừng, cho dù không nhìn ra thế cẩn vương, chỉ cần phong thái thế tử, liền có thể khiến tâm hồn các nàng ấy âm thầm khen ngợi, huống chi thân phận lại cao quý như vậy, quả thật có một không hai trên đời phu quân trong mộng của mỗi người. Cho nên sau khi biết thế tử sẽ tiễn Vân lão thái gia về Dương Châu, các nàng đều vây quanh cửa vấn phủ, muốn tìm cơ hội gần gũi hắn. Đáng tiếc, cửa vấn phủ đóng rất chặt, không ai có thể bước vào cửa, mà mấy ngày nữa cần vương thế tử sẽ trở lại kinh thành, làm các nàng nghĩ bản thân không có cơ hội rồi. Thật không ngờ ở thư viện lại có thể gặp được hắn. Lúc vừa mới vào, các nàng đều nghe hiểu lời ngự phượng đàn, hắn nói môn học hắn dạy, chẳng lẽ chính là cưỡi ngựa bắn cung ư? Mỗi lần trước khi thư viện Bạch Hạc khai giảng, đều dán thông báo màu đỏ lên cột hai bên cửa viện, thông báo tên cùng lý lịch phu tử dạy mỗi môn học. Điều này đã được thực hiện từ lúc mới lập viện, để học sinh có thể hiểu biết về phu tử, vì thế lựa chọn môn học phù hợp với mình. Mà mỗi nữ đệ tử dựa vào sở trường cùng nhu cầu của mình, hàng năm có 5 môn học, cuối năm sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá và tổng hợp thành tích. Chương trình học cho nữ từ học viện mở ra có nhạc cụ, thư hỏa, kỳ nghệ, đánh cờ, vũ đạo, múa, lễ nghi, cưỡi ngựa bắn cung, tú công, thiêu, thơ ca, trà nghệ, nghệ thuật pha trà, y khoa, tổng cộng có 10 môn. Chu thích khoa với trà nghệ mũ mũ. Các nàng rõ ràng nhìn thấy môn cưỡi ngựa bắn cung là tên của Chu Phu Tử mà, sao đột nhiên biến thành Cần Vương Thế Tử và lại cần vương thế tử không phải đang ở kinh thành sao, vì sao lại đến Dương Châu. Trong chốc lát, trong lòng đều có suy đoán, nhưng trong lòng lại đều vui vẻ, như vậy cơ hội các nàng gần gũi cần vương thế tử càng nhiều. Chật sân đều là các thiếu nữ suy nghĩ màu hồng bay múa đầy trời, vân khanh thầm thở dài, nếu hắn thật sự dậy cưỡi ngựa bắn cung thay phu tử, còn có mấy người thật lòng là muốn học đây. Nhìn thấy sắc mặt Vân Khanh hơi không vui, An tuyết oanh cũng không có lòng thưởng thức Mỹ Nam trước mặt nữa, suy nghĩ nàng đơn giản, nhìn thấy Nam tử Tuấn Mỹ cũng chỉ thưởng thức một lúc thôi. Ở trong lòng An tuyết oanh, Vân Khanh quan trọng hơn Nam tử, nàng nghiêng đầu, kéo tay Vân Khanh nói, ngươi đang suy nghĩ cái gì thế? Cảm nhận được trên tay có sức kéo, Vân Khanh lắc đầu, liếc nhìn ngự phượng đàn một cái, mang theo tiếp nuối nói, xem ra học môn cưỡi ngựa bắn cung không có cách nào khác rồi. Nghe được sự lo lắng của Vân Khanh, An Tuyết vánh mặt trái xoan lộ ra, cười nói: "Ngươi đừng lo lắng, thuật cưỡi ngựa bắn cung của Cần Vương Thế tử ở kinh thành thuộc hạng nhất hạng nhì đó, hắn dạy nhất định tốt hơn phu tử." Nàng ở kinh thành nghe thấy không ít chuyện của Ngự Phượng đàn, đối với chuyện của Ngự Phượng đàn vẫn hiểu biết hơn. Vân Khanh gật đầu cười nhạt, nàng đâu có lo lắng thuật cưỡi ngựa bắn cung của Ngự Phương đàn không tốt, nàng lo lắng môn cưỡi ngựa bắn cung tâm đào bay lung tung chứ không phải tên tên bắn không khí trộn rộn chung quanh nói cho nàng biết lập tức có người mở màn quả nhiên tiếng lòng vân khanh còn chưa nói xong trong viện liền có người lên tiếng trương huỳnh là người đầu tiên đứng lên nàng thu hồi ánh mắt si mê trên người ngự phượng đàn xông lên phía trước mở miệng nói thế tử sao lại dạy môn học thô bỉ được môn đó nhất định là sang trọng nhất vân khanh nhìn thấy bộ dáng trương huỳnh mọi người đều thích lấy thân phận nhìn người. Cùng là một môn học, phu tử dạy môn này thì đó là thô tục, đổi thành cần vương thế tử dạy thì trở nên cao quý hẳn, tiêu chuẩn này thật sự nàng không dám gật bậy đâu. Trên mặt nàng mang theo khinh bỉ, cười khẽ một tiếng, trương tiểu thư sao lại muốn cưỡi ngựa bắn cung vậy? Lời này rõ ràng là châm chọc nàng trước sau không thống nhất, nhưng trương huỳnh hoàn toàn bình thường, nàng trừng mắt, liếc nhìn vân khanh một cái, giờ ta muốn học chẳng lẽ không thế sao? Dứt lời, cao ngạo nói với hai vị phu tử, xóa kỳ nghệ ta vừa báo đi, thay bằng cưỡi ngựa bắn cung. Nghe xong lời nói này, hai vị chu tử cảm thấy thể diện đều mất hết. Đại tiểu thư hầu phủ Trương Huỳnh này vừa rồi rõ ràng nói thẩm vân khanh báo cưỡi ngựa bắn cung là thô bỉ nhất, còn chưa tới một trung trà, cách tính thời gian, nàng lại nói, nói cưỡi ngựa bắn cung là môn cao quý, thanh cao, thật là mất mặt bạch hạc thư viện. Nhưng ngại mặt mũi toánh xuyên hầu, bọn họ vẫn chỉ lắc đầu thở dài, cầm bút sửa lại môn học cho Trương Huỳnh. Nhìn Trương Huỳnh không có chút khó xử nào cả, Vân Khanh âm thầm bái phục, nàng dù trọng sinh cũng không làm được như vậy, lại ngẩng đầu, nhìn khí thế Trương Huỳnh vẫn tăng cao như trước, vừa thấy chán ghét vừa thấy buồn cười, nàng thật sự là lòng dạ thẳng thắng đến lợi hại, nghĩ gì làm đó, không hề kiêng rè, và lại mặt cũng không đỏ chút nào dân gian gọi đây là da mặt dây thi phai. Ngự phượng đàn đứng thẳng trong viện, tư thế lười biếng, lại thể hiện được sự cao quý, thanh cao của hắn từ xương tủy, ánh mắt nhìn Vân Khanh lưu luyến, cho đến sau khi nghe thấy Trương Huỳnh đòi sửa lại môn học, sắc mặt lại không chút thay đổi, trong cặp mắt hẹp kia hiện lên một tia châm chọc, mi dài cong lên, kinh ngạc nói, thì ra môn học cao quý hay thô bỉ là do phu tử mà ra, à. Lúc Chu phu tử dậy, Trương Tiểu Thư liền mắng là thô bỉ, đó là nói Chu Phu Tử thô bỉ, chờ khi Phu Tử khỏe lại, ta liền nói lại cho hắn biết lời của Tiểu Thư. Trong giọng nói của hắn ôn hòa, mang theo ý cười nhẹ, nghe như cây trong gió xuân vậy, nhưng hàm ý trong lời nói lại khiến Trương Huỳnh biến sắc. Cuộc thi hàng năm tuy dựa theo thành tích để đánh giá, nhưng ấn tượng của phu tử với một người cũng có thể quyết định thành tích cao thấp của người đó. Trước kia có một đệ tử tùy tiện làm bậy, chọc giận phu tử, trực tiếp trở thành con số không, mất mặt, nhất thời không có cách nào gặp người khác, nàng cũng không muốn bị như vậy đâu. Nàng đang muốn phản bác lại, ngẩng đầu nhìn thấy ý cười trên khóe môi vị cực mỹ nam tử đó, dường như không mở miệng được, chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn, tức giận trong lòng theo sắc đẹp trước mắt bay đi đâu mất. Mà ngự phượng đàn lại cười khanh khách nhìn Vân Khanh, trong ánh mắt có sự chờ mong, hắn đang giúp lại Vân Khanh hai người hỏa nhau. Đáng tiếc, Vân Khanh vốn không muốn nhìn hắn, chỉ lo nói chuyện với An Tuyết Oánh thôi. Ai, không biết sao nàng lại cứ cố tình để hắn nhìn thấy như vậy chứ. Vì ngưng tử vào sau ngự phượng đàn, mắt hạnh nhìn mê mẩn giống những người khác. Nàng ở Kinh Thành từng nghe qua tiếng tăm của Cần Vương Thế Tử ngự phượng đàn, nhưng chưa từng gặp mặt, trong tưởng tượng của nàng, nam tử đẹp trai lại còn biết lễ nghĩa, có cần nói quá lên như vậy không? miêu tả điên đảo chúng sinh như vậy, giờ đây sau khi nhìn thấy ngự phượng đàn, mới biết đó không phải nói quá, nếu nói dung mạo đẹp, những người khác thành hư vô cả rồi. chương 54, Vân Khanh Cắn Thế Tử 2 Nàng chậm chậm ngừng đầu lên, mắt phượng mang theo hơi nước, nhìn thấy rõ trên dung nhan long phượng có một cặp mắt hẹp dài lấp lánh ánh sáng, rõ ràng ánh lên chút diễu cợt nhìn nàng, một lát đó. Ánh mắt Vân Khanh bỗng trở nên chấn tĩnh lại, lạnh lùng nói, sao lại là ngươi? Nghe vậy, bắt phượng hẹp dài của ngự phượng đàn hơi lạnh lùng, môi đỏ hé mở, giọng lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi muốn rơi vào lòng người khác sao? Mới vừa rồi, nếu không phải hắn dùng nội lực sắn tới, thì nàng đã ngã vào lòng của cảnh hữu thần rồi. Trong lúc đó, giữa mình và cảnh hữu thần, nàng thích cảnh hữu thần ôm hơn. Thật ra, ngay lúc Vân Khanh ngừng mặt nhìn thấy ngự phượng đàn, trong lòng nàng như chút được gánh nặng, cho dù rơi vào lòng hắn cũng tốt hơn đụng trúng người nọ. Ban đầu trong lòng nàng cảm thấy may mắn, nhưng khi nghe giọng ngự phượng đàn lạnh lùng như vậy, nàng liền rỗi mũ mũ, ngẩng đầu nhìn dung nhan đẹp hiếm có của hắn, nhíu mày nói: "Ta nói rồi, thả ngã trên mặt đất cũng không ngã vào lòng thiết tử ngươi." Những lời nàng nói rất nhẹ, chỉ có hai người bọn họ nghe được thôi. Trong mắt ngự phượng đàn lạnh ý dần dần biến mất nàng vẫn giận hành vi của hắn ở vấn phủ lần trước, xem ra ấn tượng của nàng đối với hắn đã khắc rất sâu rồi, nghĩ thế, hắn liền nhếch mép cười mỉm. Nhưng vừa rồi lúc nàng ngừng đầu, hắn thấy rõ vẻ mặt của nàng, một đôi mắt đen tỏa ra sự thất vọng tối tăm, con người thu nhỏ như không có tiêu cự, giống như rừng rậm mù sương, mang theo hơi thở âm hồn ma quỷ, không biết đang nhìn gì nữa. Nàng như vậy, khiến hắn thấy rất xa lạ, ngực lại sinh ra loại cảm giác cay đắng dường như hồn phách nàng có thể tiêu tan bất cứ lúc nào mắt hắn híp lại xử sự, sự của nàng lúc nãy rất kỳ quái chẳng lẽ vì chút giận chuyện lúc trước hắn dò xét nàng nên mới hung hăng cắn hắn hay sao hận ý đó có hơi quá mức mãnh liệt rồi vân khanh nhìn thấy ngự phượng đàn bỗng nhiên cười cười không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì sao lại lúc thì lạnh lành lúc lại vui mừng ánh mắt đầy tò mò nhìn khuôn mặt hắn, muốn nhìn nhiều thêm nam nhân trước mặt này, là người như thế nào? Chô, e hèm, tư thế hai anh chị đang cực kỳ mờ ám nha mũ mũ. Khi tránh mà không tránh, nàng sẽ hiểu hết mọi người xung quanh mình, kể cả người nguy hiểm trước mặt này ngự phượng đàn. Không biết ở đâu thổi tới một trận gió, cánh hoa đào cuồn cuộn bung lên, đậu lên lông mi cong dài của hắn, phối hợp với cặp mắt hẹp lấp lánh mê hoặc không nói nên lời nơi nào có hắn tất cả đều biến thành nền người thành nền hoa thành nền ngay cả ánh sáng ban ngày cũng thành nền nhìn thấy hắn không phút nào có thể lơ là nếu không có thể thất thần bất cứ lúc nào vân khanh rời tầm mắt không nhìn dung nhan mê hoặc người đó nữa đúng lúc bắt gặp các thiếu nữ đều đang nhìn mình ánh mắt giống như ánh sáng của mũi tên nhọn nàng biết một màn không cẩn thận ngã vào trong lòng ngự phượng đàn lúc nãy, đã khiến tình hình trước mắt của nàng cực kỳ không tốt. Trong lòng suy nghĩ, nàng vội vàng lùi hai bước, tạo khoảng cách với hắn, nói lời cảm tạ cho những người xung quanh nghe thấy, chuyện xảy ra đột một, đa tạ thế từ tấm lòng nghĩa hiệp, thuận tay tương trợ. Hai chữ thuận tay nàng đặc biệt dùng sức nói từng chữ, phát ra tiếng cũng đặc biệt trong trèo, nàng không biết lúc ngã như thế nào lại đổi hướng, lại rơi vào trong lòng nam nhân tránh còn không kịp này nhưng nàng biết xóa bỏ sạch sẽ chuyện vừa xảy ra nếu không sau này nhất định sẽ rước lấy phiền toái vào mình nàng không muốn gây thù hằn trong thư viện đâu cặp mắt hẹp của ngự phượng đàn như lộ ra ý cười rực rỡ trói mắt nhìn vân khanh cúi đầu rủ mắt thái độ bình thản cúi đầu cười nói việc nhỏ thôi mà không cần đa tả nếu nàng phải thanh minh hắn liền giúp nàng chỉ là sau này nàng không cần vạch rõ ranh giới với hắn. Tay phải, món trỏ cùng ngón cái thon dài như ngọc thạch hơi trà sát nhau, hình như vẫn còn cảm giác trong lúc nâng cầm trơn mềm, mịn màng của nàng, da thịt phía trên vẫn còn cảm giác ôm nàng lúc nãy, khiến hắn lưu luyến dư vị đó. Nếu không phải không muốn nàng khó xử, hắn liền đòi ôm nàng lâu thêm chút nữa. Mũ mũ, không ngờ hắn sẽ phối hợp như vậy, Vân Khanh hơi ngạc nhiên, lập tức hiểu được thân phận hắn cao quý như thế cũng không muốn bị người khác hiểu lầm có quan hệ gì đó với nàng trong lòng liền thoải mái kết quả này giống với ý nghĩ của nàng thế là tốt nhất an tuyết oánh được người đỡ lấy bước nhanh đi đến bên cạnh vân khanh lo lắng cầm tay nàng vân khanh chậm rãi lắc đầu nhẹ mỉm cười ý bảo mình không bị thương nhưng lúc xảy ra chuyện bóng người trắng thuần lao tới đó bởi vì giữa đường đụng chúng vân khanh bị lực phản lại phía sau ngã xuống đất kế hoạch vi ngưng tử là giả bộ không cẩn thận ngã vào người ngự phượng đàn ai ngờ vận may không tốt đụng vào vân khanh vô ý té ngã ngược lại đem vân khanh xô vào lòng hắn đáy mắt mang theo tia ghen ghét thầm mắng vân khanh là khắc tinh trời sinh của nàng ta cướp đi tài phú to lớn vốn là của nàng ta và mẹ thì thôi đi hôm nay còn cố ý đi ra hại nàng ta té trên mặt đất may mắn thế tử chỉ là thuận tay mà thôi, không bị nàng hấp dẫn, chứng minh vân khanh không biết xấu hổ, nhảy vào ôm người ta không thành công. xem ra cẩn vương thế tử không thích loại nữ tử như vân khanh kia, vậy nàng vẫn còn hy vọng, vì thế nàng lập tức thay đổi phương pháp. thấy cẩn vương thế tử không chú ý tới nàng, nàng liền duyên dáng la ối thật to, hai tay nắm mắt cá chân, giả như bị thương không thể đứng lên được. châu ca đứng được thì khỏi đứng, hừ tiếng gọi này bao hàm xinh đẹp, thống khổ cùng cầu viện, xin giúp đỡ, rốt cuộc khơi gợi được ánh mắt của ngự phượng đàn nhìn qua. Bước đầu tiên vi ngưng từ thành công, ý chí chiến đấu càng mạnh, ngay sau đó khuôn mặt trắng mềm ngừng lên, hai mắt đẫm lệ, dưng dưng nhìn ngự phượng đàn, dịu dàng nói, ta không đứng dậy được, hình như chân bị bong gân rồi. Ánh mắt nàng giống như con thỏ nhỏ bị thương, rất đáng thương, phối hợp với xiêm y mộc mạc, như một đóa hoa trắng nhỏ đứng lặng đón gió. Huống chi, diễn xuất này, vì ngưng tử đã luyện tập trước gương trên một ngàn lần không ngừng, mỗi động tác của nàng đều được tỉ mỉ chủ tính qua rồi. Eo cong thon thả, lông mày tinh tế như cành liễu nhăn lại, đôi môi hồng không son hơi trắng bệch, vào lúc này phát huy sự mềm yếu tới cực hạn. Trong mắt nàng thể hiện sự chờ mong, nàng đang chờ đợi con mồi cường đại, thế lực hùng mạnh, mắc câu ngự phượng đàn nhìn nàng một cái, trong mắt dần dần rực rỡ, ý cười ở khóe miệng càng ngày càng đậm, vẻ mặt của hắn khiến vi ngưng tử càng thêm chờ mong, nam nhân trời sinh thương tiếc, kẻ yếu, với chiều này trước đây, nàng đã chiếm được sự yêu thích của không ít nam nhân trong kinh thành. Nàng nhất định sẽ thành công. Sau đó, quay đầu quan sát hành động của vi ngưng tử một lúc. Trong lòng thầm lắc đầu cảm thán chính mình đời trước bại dưới tay nàng ta không oan ủm chút nào đã là nam tử khó thoát khỏi cạm bẫy của vi ngưng tử. Nơi này đang có một nhân chứng này, trong lòng nàng thầm châm biếm, ánh mắt nhìn sang nam nhân phía sau ngự phượng đàn. Mà cảnh hữu thần đứng trước cửa viện cách đó không xa, vừa rồi mới vào cửa liền thấy một cô nương đi ra, bị ngã, bản năng vươn tay muốn đỡ lấy, lại không biết vì sao thân hình cô nương đó giữa đường chuyển hướng, ngã về hướng cẩn vương thế tử. Hà, là anh Thế Tử làm chứ ai mũ mũ. Thế mà cẩn Vương Thế Tử sửa nay không thích gần nữ tử lại đón lấy nàng. Hắn từ nhỏ đã tập võ, thị lực tốt hơn người thường. Tất nhiên nhìn thấy động tác nhẹ nhàng của Cần Vương Thế Tử đối với cô nương đó. Thậm chí trong phút chốc ánh mắt còn mang lo lắng nữa. Cô nương như thế nào có thể khiến cẩn Vương Thế Tử đối xử khác hẳn? Hắn không khỏi nảy sinh tò mò. Chỉ thấy cô nương đó tóc đen dài, vẫn lại thành búi mây trên tóc cài cây lược có hình bươm bướm đậu lên hoa mẫu đơn, trên người mặc áo ngoài hồng hoa anh đào từ ngực xuống thắt lưng, bên dưới váy hồng xòe ra, khi gió nổi lên thổi bay làn váy của nàng, từng tầng tầng lớp lớp xòe ra, đứng trong đám cô nương đủ mọi độ tuổi, một chút cũng không bị thiên kim xinh đẹp, ánh sáng bắn ra bốn phía che lấp hào quang của nàng, ngược lại càng phụ trợ nàng càng thêm nổi bật. Trong đào phấn bay tán loạn, nàng đứng trong đó giống như vua của loài hoa một đôi mắt phượng ung dung, cao quý, tức giận giống như mây mù lượn lờ, tăng thêm cảm giác cao quý thần bí, dù vì tuổi còn nhỏ, trên mặt có chút ngây ngô, nhưng vẫn có thể thấy sau này trưởng thành nhất định có thể nổi tiếng khắp thiên hạ. Trong kinh rất nhiều danh môn quý nữ, từ nhỏ đã được dạy phải có lễ nghi có lễ độ, khi chất cao quý, hắn lúc nhỏ hiểu biết không ít, chưa bao giờ nghĩ đến, bên ngoài kinh thành cũng có thể nhìn thấy nữ tử ung dung như vậy. Trong vô số các bụi hoa đi qua đi lại, cũng không rời mắt khỏi nàng được, khó trách làm cho Cẩn Vương Thế Tử tương trợ. Ngoài ra, hắn còn cảm thấy cô nương trước mặt này hình như có chút quen quen, giống như hai người đã gặp nhau rồi, lục tìm trong trí nhớ, lại vẫn không tài nào nhớ ra được. Khi Vân Khanh nhìn đến, liền bắt gặp ánh mắt cảnh hữu thần đang nhìn mình, nàng nhìn y phục màu lam sẫm hoa văn, diện mạo nam tử ôn hòa, chậm rãi nở nụ cười. Cười cười rực rỡ như vậy giống như mang hoa sen khắp nơi đang nở rộ, nhất thời chạm vào trái tim hắn, khiến trong nháy mắt ánh mắt hắn sáng bừng lên. Nhưng chỉ ngăn ngủi, phút chốc liền phục hồi tinh thần, lần này hắn đến Dương Châu là có nhiệm vụ trong người, cũng không phải vì nữ sắc mà đến. Nhưng mà, trong đầu hắn hiện lên nụ cười vừa rồi của nàng, tuy rằng sáng lạn, nhưng cũng khiến hắn có một loại hương vị không nói nên lời. Đến cuối cùng là làm sao vậy? hắn cúi đầu suy nghĩ lại vừa ngẩng đầu ánh mắt cô nương đó vẫn như trước không rời đi nụ cười đó vẫn nở rộ chưa từng mất đi tươi cười này nhìn đẹp lắm nhưng khi ánh mắt hắn nhìn đến đôi mắt đó đôi mắt phượng cao quý không nói nên lời hắn chậm rãi phát hiện đôi mắt đó không hề cười một chút cũng không thậm chí mang một loại máu lạnh cùng lạnh lùng giống như sương mù che khuất vách núi đen bên trong có vạn trượng vực sâu chờ hắn từng bước từng bước rơi vào sinh tử, không trở về được. Ngự phượng đàn phát hiện khóe miệng Vân Khanh đang cười, ánh mắt lại nhìn phía sau hắn, có một nam nhân đang đứng đó, hắn rất không vui. Đôi mắt hiện lên một tia không ngờ, liền thu hồi ánh mắt, bước lên hai bước, nhìn như vô ý di chuyển thôi, vừa đúng chặn tầm mắt của Vân Khanh cùng cảnh hữu thần, cắt đứt tình nồng bao la chướng mắt của hai người bọn họ. Hà hà, cơ chi mà đã trương mắt rồi mũ mũ. Trong lòng cười thầm, sau đó, đối với ánh mắt bốn phía, khóe miệng cong lên tươi cười mang ý nghĩa sâu sắc, ý vị thâm trường. Quay đầu nhìn vi ngưng tử còn đang ở trên mặt đất với dáng vẻ cám dỗ người, vươn tay trắng ngoãn thon dài ra. Vì ngưng tử mừng rỡ, chiêu này của nàng quả nhiên lúc nào cũng dùng được cả, vội vàng đưa tay nhỏ bé của mình đặt vào trong tay ngọc bạch của ngư phượng đàn, ngực đập bùm bục không ngừng nhìn vẻ mặt vi ngưng tử xấu hổ cùng nhát gan, ánh mắt chứ lệ quang, mềm yếu còn có ý mê hoặc, khóe môi ngử phượng đàn cong lên càng lúc càng cao, tay hắn kéo nhẹ vi ngưng tử đứng lên, sau đó, một tay khác còn đỡ cánh tay của nàng. Theo góc độ của những người khác, nhìn thấy là cần vương thế tử bị ánh mắt của vi ngưng tử hấp dẫn, đối với nàng thương yêu, nhất thời dước lấy vô số ánh mắt ghen tị của các cô nương khác trong bầu không khí bị hoa thơm cỏ lạ khắp nơi hâm mộ ghen tị căm thù vi ngưng từ hưởng thụ quan sát nam tử dịu dàng trước mặt cho đến khi hắn ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói một câu ngại quá a à, ta không thích loại nữ tử như ngươi tiếng cười bên tai rõ ràng mang theo chiêu tức cùng khinh thường còn có nụ cười máu lạnh từ trong xương giống như cơn lốc xoáy trong nháy mắt cuốn đi tất cả vui mừng của vi ngưng tử vì tức giận vì chỉ trong nháy mắt thay đổi quá lớn, không thể ngăn chặn được, mặt nàng nhanh chóng hơi đỏ lên, ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nam tử trước mặt. Vẻ mặt của hắn vẫn đang cười, trong ánh mắt hắn lại không có vẻ tươi cười, lúc đầu mắt hẹp rõ ràng sáng ánh lửa, sau lại dường như hóa thành một hố băng, chỉ có máu lạnh cùng lạnh lùng vô tận mà thôi. Vì ngưng tử bị nam nhân trước mặt dọa sợ, nàng không khỏi lùi lại vài bước lại không biết vẻ mặt như vậy ở trong mắt các cô nương khác lại trở thành thẹn thùng, vui mừng, khơi màu ghen tị không thể kiềm chế của các nàng. Vô số ánh mắt nhìn hắn, giống như mắt lưới mà nàng không thể xem nhẹ, nàng đã hiểu dụng ý của nam nhân trước mặt này rồi. Hắn cố ý làm vậy. Hắn vì sao lại làm vậy với nàng? Bọn họ rõ ràng mới gặp nhau lần đầu mà, nàng chưa làm gì cả, chỉ là muốn hắn chú ý mình thôi mà. Xong chuyện ngựa phượng đàn thu tay về nữ nhân giống vi ngưng tử như vậy hắn gặp nhiều rồi nhiều đến mức hắn thấy phiền chán nếu thích trở thành người được muôn người hâm mộ nhìn ngó hắn để nàng được như ý nhưng mà hắn cũng muốn nói thật lòng ra không thể oan ức chính mình được hắn hoàn toàn không thích loại nữ nhân này nói như vậy sau này nàng sẽ không lại tiếp cận hắn tự dước lấy nhục nữa giải quyết bên này không biết khanh khanh có nhìn ra mình vì nàng báo thù không ngự phượng đàn ngừng đầu tìm bóng dáng Vân Khanh, đúng lúc bắt gặp ánh mắt nàng chán ghét nhìn mình. chương 55, Vân Khanh cắn thế tử, ba. Giống như những người khác, Vân Khanh chỉ nhìn thấy ngự phượng đàn đối với vi ngưng từ thương hương tiếp ngọc, sau đó còn nói lời thân mật nữa, làm vi ngưng từ thẹn thùng liên tục. Nam nhân trên đời quả nhiên đều giống nhau, chỉ cần nhìn thấy nữ nhân bổ nhào vào mình, tâm liền vội vàng trở thành người yêu hoa, tới bảo vệ đóa hoa trắng nhỏ. Nàng nhíu chặt mày, mắt nhìn đi chỗ khác, mà vẻ mặt ngự phượng đàn rất vô tội, sao hắn ngược lại bị nàng ghét bỏ rồi. Mũ mũ, vì ngưng tử lúc này không dành suy nghĩ gì nữa, nàng nhìn thấy ánh mắt Trương Huỳnh, đó là vẻ mặt có thù tất báo, nàng không có quyến rũ cần vương thế tử, ngược lại làm cho những người khác đều ghen ghét nàng. Thấy người đang đi tới, trong lòng nàng sợ hãi, nhìn thấy Vân Khanh đột nhiên nhớ ra, còn có Vân Khanh nữa, vừa rồi nàng cũng ngã vào lòng thế tử, so với mình còn thân mật hơn, chỉ cần rời sự chú ý của những người này đi, các nàng sẽ không đến tìm mình gây chuyện nữa. Nghĩ như vậy, vì ngưng tử vội xoay người, vẻ mặt rất vội vàng, đi tới chỗ Vân Khanh, dò hỏi, biểu muội vừa rồi muội ngã không bị thương chứ. Ánh mắt Vân Khanh nhìn nàng cứ như thưởng thức quái vật vậy, từ khi nàng ngã đến giờ, chuyện đã qua lâu như vậy vi ngưng tử không phải là người phản ứng chậm như thế vì sao bây giờ mới đến lấy lòng nàng hơi nghi ngờ khi bắt gặp vẻ mặt nổi giận đùng đùng của trương huỳnh tất cả vấn đề đều có đáp án rồi thì ra là muốn thủ hận của trương huỳnh cùng các nàng truyền qua cho nàng nếu vậy chính nàng sẽ gánh chịu toàn bộ oán khí muốn giả bộ ai không giả bộ được hôm nay liền cùng ngươi đùa chốt vậy vân khanh tươi cười với vi ngưng tử Mắt Phượng nhìn thẳng vào mắt nàng ta, khẽ cau mày, cười nói: "Cảm ơn biểu tỷ đã quan tâm, không sao cả." Nhìn thấy Vân Khanh cười chân thành, vì ngưng tử nhất thời không phân biệt được là nàng ấy thật sự muốn an ủi hay là châm chọc mình đây, nàng cũng không để ý. Cô ý cao giọng, nói: "Không có sao, vậy thì tốt quá, suýt nữa làm tỷ sợ muốn chết, nếu muội té cũng không bị thương, may mắn thế tử đỡ cho muội." mắt thấy ánh mắt trương huỳnh và mấy người khác rốt cuộc đã chuyển sang nhìn vân khanh khóe miệng vi ngưng tử nhẹ nở nụ cười nàng chỉ được kéo đứng dậy thôi còn vân khanh lại càng tiếp xúc thân mật hơn ngự phượng đàn dựa vào cây bên cạnh lấy ra khăn gấm tỉ mỉ lau sạch món tay vừa chạm vào vi ngưng tử bên này nhìn thấy tình hình vân khanh bên đó xem ra tình cảnh nàng không tốt lắm nhưng hắn không hề bỏ lỡ ánh mắt nàng lóe lên tia danh mãnh vì ngưng tử kia e rằng lát nữa sẽ chết còn thảm hại hơn. Đắc ý ư, e rằng đắc ý qua sớm, Vân Khanh thở dài nói, biểu tỷ, lúc nãy tỷ bỗng nhiên chạy đến, nếu không phải vừa khéo đụng vào ta, thì người té ngã là tỷ rồi. Nói xong, lại thân thiết cúi đầu nhìn chân vi ngưng tử, tiếp tục nói to, biểu tỷ, vừa rồi chân tỷ bị bong gân mà, xem ra bị thương cũng không nặng lắm nhỉ, tốt quá rồi. Nàng vừa nói xong, vì ngưng tử liền thầm kêu không tốt. Ai cũng đều hiểu ý Vân Khanh muốn nói, nàng không cẩn thận bị đụng chúng nên mới ngã vào lòng cẩn vương thế tử, không hề cố ý, mà người đụng vào nàng là vi ngưng tử. Nếu lúc ấy không có nàng, mục tiêu của vi ngưng tử là muốn ngã vào lòng của cẩn vương thế tử. Kế đầu tiên thất bại, lại cố thực hiện kế thứ hai, chân rõ ràng không bị gì cả, lại cố giả vờ bị thương, làm cho cẩn vương thế từ nảy sinh loại tình cảm thương hương tiếp ngọc đưa tay kéo nàng hai người còn khắng khít nói lời thân mật nữa chứ đám người trương huỳnh đã trừng mắt vội vàng xông tới nàng đối với vân khanh ngoài cười nhưng trong không cười nói vị này là trước khi ra tay nàng muốn biết rõ đối phương suy cho cùng có một số người không thể đụng vào được hai chồng mắt vi ngưng từ chờ mong nhìn vân khanh Hy vọng nàng có thể như lúc che chở An Tuyết Oánh mà che chở cho mình. Dù sao tổ mẫu cũng đã nói Vân Khanh nên chăm sóc nàng cho tốt không phải sao? Nhưng nàng không nghĩ lại, nàng muốn Vân Khanh che chở nàng giống như che chở cho An Tuyết Oánh, thì vừa rồi nàng phải giống An Tuyết Oánh bất chấp bị Trương Huỳnh làm khó dễ, vẫn đứng bên cạnh Vân Khanh chứ. Nàng lại tránh đi, lúc này lại đến yêu cầu Vân Khanh giúp nàng, thật là khôi hài mà. Nhưng người là như vậy, chỉ cần mình cảm thấy điều đó đúng, có lý, thì tất cả đều là lỗi của người khác. Đáp lại hai mắt chờ mong của nàng, Vân Khanh lông mi dài rủ xuống mang theo một chút mỉa mai, lông mày mang một nỗi buồn, nhỏ giọng nói, vì ngưng tử, nàng là biểu tỷ của ta, phụ thân vừa mất, từ kinh thành đến Dương Châu giải sâu. Giải sâu, có quỷ mới tin, giải sâu sẽ tới học đường báo danh sao? quá rõ ràng là trong nhà xảy ra biến cố nên đến đây tìm người thân để nương tựa mà. Trương Huỳnh cười, nói với Vân Khanh, nếu là đệ tử mới tới, chắc chắn không quen thuộc nơi này, ta đưa hai người đi tham quan chung quanh nha. Trương Huỳnh sao có thể thật sự làm vậy được, vì ngưng tử đương nhiên biết không đơn giản chỉ đi tham quan chung quanh như nàng nói, trong mắt hạnh lộ tia xin giúp đỡ, nhìn Vân Khanh, từ chối, không cần, biểu muội sẽ đưa ta đi, có đúng không? Vẻ mặt nàng là một thân một mình như thế, điềm đạm đáng yêu như thế, không hề giả bộ, hơn hẳn vẻ mặt vừa rồi té trên mặt đất, xem ra thoải mái hơn a. À. Nhìn đôi mắt hạnh có nét quen thuộc, nàng có mềm lòng không? Nàng sẽ không, Vân Khanh lắc đầu, đời này nàng không định lại làm người tốt, nếu vừa rồi đổi lại là nàng, nàng vô cùng chắc chắn vì Ngưng Tử nhất định sẽ không mờ miệng giúp nàng đâu. Nếu nông phu từng bị rắn độc cắn, không bao giờ lại tin tưởng rắn độc, mặc dù nó đáng thương đến cỡ nào đi chăng nữa, bởi vì sau khi nó phục hồi, tỉnh táo trở lại, nó sẽ vong ân phụ nghĩa, răng sắc nhọn độc đến cỡ nào. Nàng ngừng khuôn mặt trắng nõn lên, mắt phượng ngước lên, môi nhỏ hé mở, thương tiếc nói, muội muốn đi tìm phu tử có chút việc, biểu tỷ không phải nói muốn đi tham quan thư viện sao. Trường tiểu thư rất dành thư viện, nàng sẽ giới thiệu mọi chỗ cho tỷ. Lần này Vân Khanh phối hợp như thế, ánh mắt Trương Huỳnh lộ nét hài lòng, nắm lấy tay Vi Ngưng Tử dắt vào bên trong. Bởi vì cả nhóm người che khuất mọi hành động, không ai biết nàng bị cưỡng ép cả, cũng không ai chú ý tới, Vi Ngưng Tử bị các nàng đưa vào trong viện, mắt thấy không dẫy ra được, liền muốn lớn tiếng gọi phu tử. Trương Huỳnh nhanh tay lẹ mắt, lập tức bịt miệng nàng lại, nàng chỉ có thể kêu ư ư thôi. Trương Huỳnh nghe tiếng kêu liền thấy phiền liếc mắt nhìn phu tử một cái, thấy không có ai chú ý cả, hung hăng ngắt, nhéo, vào bên hông vi ngưng tử. Xìm im mùa xuân vốn mỏng, trương huỳnh sống an nhàn sung sướng nên để móng tay rất dài, lúc mắt đến thịt, vi ngưng tử đau quá phải kêu lên, lại bị trương lạc hung hăng bịt miệng lại. Chỉ có thể để cho nước mắt chảy ra một cách tuyệt vọng. Khóc, trước mặt ta người ít giả bộ đi, thủ đoạn dụ dỗ này của người không biết học ở đâu giả bộ chân bị thương để hấp dẫn Cần Vương Thế tử, thật không biết xấu hổ." Trương Huỳnh cười lạnh châm chọc. Một cô nương nhìn thấy xiêm y trên người nàng, trong mắt lộ vẻ khinh thường, vừa rồi các ngươi có nghe Vân Khanh nói phụ thân nàng mới mất. Trên người nàng còn mặt y phục trắng, thế mà giữ ban ngày ban mặt lại đi quyến rũ nam nhân, thật sự làm được a. À? "Đúng vậy, chưa từng thấy người nào như vậy." Các nàng mỗi người một câu, không chỉ ghen tị mà còn khinh thường nữa vì ngưng tử bất chấp châm chọc hay khiêu khích hai mắt đầm đìa nước mắt nhìn những người đi lại trong viện hy vọng có thể có một người thấy ánh mắt cầu cứu của nàng đưa tay cứu giúp vân khanh thản nhiên nhìn các nàng đi vào trong viện kéo an tuyết oánh đi về phía phu tử an tuyết oánh nhìn vân khanh lạnh lùng trước mặt lại quay đầu nhìn vi ngưng tử nước mắt lưng tròng trương huỳnh khí thế hung dữ mạnh mẽ cùng trương lạc và vài vị tiểu thư nữa đang vây quanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng, hỏi, "Vân Khanh, nàng thật sự là biểu tỷ của ngươi?" "Đúng vậy, thật đến không thể thật hơn, thật hy vọng bọn họ không phải tỷ muội gì, như vậy bi kịch của kiếp trước sẽ không xảy ra." "Đã là biểu tỷ của Vân Khanh, nàng vì sao không giúp đỡ?" An Tuyết vánh nhìn Vân Khanh, thấy vẻ mặt nàng có chút chán ghét, trong lòng liền biết vừa rồi nhất định hành động của vi ngưng tử đã chọc giận nàng rồi, vậy vậy nàng có thể bị ức hiếp hay không a à? suy nghĩ một chút nàng không nói chữ đánh ra tính cách trong huỳnh không hề tốt đánh nhau cũng không có gì lạ đi đến trước bàn phu tử vân khanh ngước mắt nhìn trong viện hết sức chắc chắn nói sẽ không đâu trong viện này còn có một người tuy rằng bị sự rực rỡ của ngự phượng đàn che lấp gần như bị người quên mất nhưng người đó thích nhất loại nữ tử mềm yếu như vi ngưng tử hơn nữa còn có tâm thích cứu giúp người khác. Cảnh hữu thần lúc đó cũng đứng ở đang đứng ở trước bàn khác, đang nói chuyện với một vị phu tử. Vị hứa phu tử đó không chỉ là lão sư dạy học, còn là phó viện trường của thư viện. Từ lúc Vân Khanh đi vào, ánh mắt hắn chưa từng rời đi, lúc này thấy nàng đứng cách hắn không xa, nhớ tới cảm giác kỳ lạ vừa rồi. Cẩn thận nhìn khuôn mặt nàng, lại chỉ nhìn thấy nụ cười đúng mực, cái khác đều không có trong nháy mắt đó e rằng là mình ảo giác thôi nghĩ vậy hắn tươi cười dịu dàng cực kỳ lễ độ nói vừa rồi thật nguy hiểm may mắn tiểu thư ngươi không bị sao cả trải qua chấn động vừa rồi cảm giác quay cuồng đã bị chôn chặt rồi vân khanh đã có thể thản nhiên đối mặt với hắn ánh mắt nàng bình thản giống như lần đầu nhìn thấy người xa lạ thôi đáp lễ cực lý tiêu chuẩn nói đa tạ công tử quan tâm giờ đây lại nhìn thấy hắn trong lòng chốt gợn sóng cũng không có. Tùy tướng mạo được gọi là Tuấn Mỹ, y phục trên người cũng tinh xảo quý giá. Nhưng nàng liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra được ngoài bộ mặt tươi cười kia, một đôi tinh quang bắn ra bốn phía kia, ánh mắt lại hơi lỗ màng. Cảm giác như thể vị hoa hoa công tử này, cố tình giả bộ vung tiền như rác. Ở kiếp trước nàng thật đúng là một khuê nữ lẻ loi, tầm nhìn hạn hẹp, nhận định không sâu sắc, kiến thức quá kém, cho đến sau khi gả cho cảnh hữu thần, nhìn thấy các công tử trong kinh thành, mới biết được nam tử ưu tú còn có rất nhiều, nhưng lúc đó nàng không còn tâm tư nào nghĩ đến việc này nữa, toàn tâm toàn ý muốn là một phu nhân tốt, chủ mẫu tốt. Nhưng ngay cả mong muốn nhỏ bé đó, cũng không làm được, thật sự là bi ai. Không muốn lãng phí thời gian nhớ lại nữa, Vân Khanh xoay người hành lễ với hứa phu tử, nói, đệ tử có chuyện muốn hỏi lão sư vừa rồi trong viện vân khanh cùng trương huỳnh giành co với nhau hứa phu tử đều thấy hết đối với việc xuất thân không quá coi trọng đã có vài phần thiên vị với nữ đệ tử ông xoa xoa râu dưới cằm gật đầu hỏi chuyện gì cứ hỏi không sao cả vân khanh nói đệ tử có một người thân ở xa có việc không thể tới báo danh được muốn hỏi phu tử có thể viết tên đóng học phí trước đợi sau khi hắn đến lại đến học viện đi học được không nếu người thân ngươi ở xa có việc thật sau khi đóng học phí có thể báo tên nàng cho ta ghi tên lên yêu cầu này hứa phu tử đương nhiên có thể đáp ứng nghe vậy vân khanh đầu tiên là làm một cái đại lễ sau đó nói tiếp cảm ơn phu tử đã thông cảm bằng hữu kia của ta là nam tử thư viện phân biệt nam nữ đệ tử không thể vào nam viện báo danh được xin phu tử thứ lỗi nghe nói là một nam tử hứa phu tử nhíu mày cũng không nói gì cả đến sau khi vân khanh đóng học phí cầm bút nói ngươi cho ta biết tên của hắn đi vân khanh ngẩng đầu nhìn cảnh hữu thần người này hiện nay đang còn rất khiêm tốn thậm chí không có tiếng tăm gì nhưng về sau sẽ ảnh hưởng cả đời cảnh hữu thần phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn